Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay chủ nhật, ngày 4 tháng 12, chương trình có các nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ tưởng niệm đồng chí Fidel Castro và khai trương trưng bày tập ảnh những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng đất lửa Quảng Trị năm 1973. Mô hình cam kết thoát nghèo góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông vươn lên phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm đồng chí Fidel Castro và khai trương trưng bày tập ảnh những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng đất lửa Quảng Trị năm 1973. Dự lễ tưởng niệm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các huyện thị, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện thị thành phố, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Đông đảo cán bộ chiến sĩ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đông Hà cũng đã đến đặt những bông hoa tươi thắm để tỏ lòng tiếc thương đối với vị lãnh tụ nhân dân Cuba anh em. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Fidel Castro là một biểu tượng cao đẹp của tinh thần đấu tranh kiên cường và quả cảm vì nền độc lập và tự do của đất nước và nhân dân Cuba, cũng như phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và chống đế quốc cường quyền, chống phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Đối với nhân dân Việt Nam, đồng chí Fidel là người bạn thân thiết, thủy chung, là người có công lao to lớn trong việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba. Đồng chí Fidel đã luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với cán bộ và nhân dân Quảng Trị, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm khi ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng miền Nam, thăm vùng đất lửa Quảng Trị vào tháng 9 năm 1973. Câu nói vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình, cùng những lời động viên, khích lệ và những tình cảm đặc biệt mà ông dành cho nhân dân Quảng Trị đã đi vào lịch sử. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn khắc ghi hình ảnh của một nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại, người anh hùng của dân tộc Cuba và Việt Nam, người đã thắp sáng và không ngừng bồi đắp tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Cuba. Để bày tỏ lòng tiếc thương, tưởng nhớ đến vị chủ tịch, người bạn lớn của nhân dân Quảng Trị với tất cả niềm kính trọng. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tổ chức lễ tưởng niệm Fidel. Hoạt động tưởng niệm này do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Tại lễ tưởng niệm, ngoài việc dâng hoa tưởng niệm chủ tịch, chúng tôi còn triển lãm tất cả những cái hình ảnh hoạt động của Fidel với chủ đề Fidel với những năm tháng ở Quảng Trị và những phút giây sâu lắng của người đã dành cho Quảng Trị. Mục đích là không chỉ bày tỏ lòng tiếc thương mà còn thông qua đó để giáo dục cái truyền thống đoàn kết hết sức hữu nghị đặc biệt mà nhân dân Cuba, trong đó có chủ tịch Cuba, đã dành cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Quảng Trị của chúng tôi. Trong niềm tiếc thương trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị, lại càng đông đầy hơn những tình cảm dành cho người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Có mặt trong lễ tưởng niệm và ngắm nhìn lại những hình ảnh của Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng Trị, ông Phan Việt Trì, người có mặt trong lễ đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại cầu Hiền Lương cách đây hơn 43 năm về trước, không giấu được niềm xúc động. Tôi rất xúc động. Thì hôm nay Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức cái lễ tưởng niệm tại đây. Tôi thấy hình ảnh của Fidel vì những năm tháng đó là tôi
không trực tiếp nhưng mà cũng biết được hình ảnh Fidel rất là tuyệt vời, bởi vì ông là một nguyên thủ quốc gia đầu tiên mà duy nhất là đến các vùng giải phóng mà là đến Quảng Trị. Thì không, tôi chả biết nói gì, anh chỉ biết là nhìn những cái bức ảnh đó lòng bồi hồi, và bởi vì thực tế ra ông là hình ảnh rất là đẹp trong trong bản thân tôi cũng như mọi người trên Quảng Trị. Việc từ tay mình đặt những bông hoa tưởng nhớ, được ngắm lại những khoảnh khắc Chủ tịch Fidel đến Quảng Trị, đã làm sống lại những tình cảm mà nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng dành cho người bạn, người đồng chí lớn. Đó không chỉ là sự ngưỡng vọng, tiếc thương đối với một bậc vĩ nhân, mà còn là tình cảm rất đổi gần gũi, tròn tin, tròn nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị dành cho vị lãnh tụ của đất nước Cuba anh em. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định số 3035 năm 2016 về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương tổ chức đào tạo nghề cho lao động ở vùng biển. Theo đó, phân bổ 1,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cấp cho Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh 800 triệu đồng, huyện Gio Linh 600 triệu đồng, huyện Triệu Phong 255 triệu đồng, huyện Hải Lăng 145 triệu đồng để tổ chức đào tạo nghề cho lao động vùng biển. Các nghề đào tạo cho lao động bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ném, cây mướp đắng, nuôi lợn và nuôi gà thả vườn, trồng rau an toàn, nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà, vịt, cá, trồng hoa, trồng cỏ và chế biến thức ăn cho trâu bò, kỹ thuật chế biến món ăn, đan lát, bàn ghế và các vật dụng gia dụng bằng sợi nhựa tổng hợp, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, v.v. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện là đơn vị đảm nhận việc đào tạo nghề cho các lao động. Là một xã thuộc diện khó khăn theo nghị quyết 30A của chính phủ, thế nhưng những năm gần đây, xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Cờ Rông đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Điều đáng mừng là bà con Vân Kiều nơi đây đã và đang từng ngày quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Góp phần vào sự thay đổi đó, phải kể đến sự hỗ trợ của nhà nước từ các chương trình dự án và sự nỗ lực phấn đấu của bà con. Trong đó, mô hình cam kết thoát nghèo bền vững, gọi tắt là phương án 39, là một ví dụ. Năm 2012, gia đình ông Hồ Văn Rước, thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Cờ Rông được chọn tham gia vào mô hình cam kết thoát nghèo bền vững. Theo đó, mỗi mô hình được đầu tư 2 con bò cái vàng sinh sản và 1,5 sào cỏ voi để tạo nguồn thức ăn trong chăn nuôi. Kinh phí làm chuồng trại đảm bảo, tổng trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn được hỗ trợ thêm một số giống cây lâm nghiệp, phân bón để trồng các loại cây lương thực ngắn ngày như ngô, sắn và lúa. Theo như cam kết, gia đình ông Rước thoát khỏi diện hộ nghèo. Tức là bác hộ nghèo 2012 được nhà nước hỗ trợ 2 con bò, sau này bán mấy năm rồi tăng lên 6 con. Vừa rồi bán được một con để cho con bé đi học trong Huế. Hiện nay gia đình thì được đầu tư thêm là 2 hecta rừng tràm ngoài con bò. Đời sống gia đình hiện nay cũng tạm tương đối ổn, từng bước ổn. Gia đình bà Trần Thị Sinh cũng là một trong những hộ nghèo nhất ở thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp được tham gia vào mô hình cam kết thoát nghèo theo phương án 39. Sau 4 năm tham gia mô hình, đàn bò của gia đình bà Sinh đã lên đến 6 con. Mỗi năm trồng được từ 18 đến 20 tấn sắn, hơn 3 hecta rừng tràm, nấu rượu, lấy hèm để nuôi lợn và buôn bán nhỏ, mỗi năm cho thu nhập hơn 60 triệu đồng. Năm 2012, huyện Đắk Cờ Rông đã thực hiện thí điểm mô hình cam kết thoát nghèo bền vững cho 30 hộ dân ở 3 xã A Ngo, Hướng Hiệp và Mỏ Ó. Nhận thấy hiệu quả bước đầu từ chương trình mang lại, năm 2013, xã Hướng Hiệp đã vận dụng các nguồn vốn 30A và chương trình nông thôn mới để thực hiện thêm 10 hộ dân. Năm 2014, như cam kết, xã Hướng Hiệp có 18 hộ thoát nghèo và đến năm 2015, 20 hộ tham gia chương trình đã thoát nghèo bền vững. Với địa phương, xã thì chúng tôi mong muốn là tiếp tục là đề nghị Đảng, Nhà nước cấp trên là tiếp tục hỗ trợ cho bà con. Ngoài từ phương án 39 thì là tiếp tục hỗ trợ cho bà con giống như là phát triển sinh kế như là trồng rừng rồi là chăn nuôi để là đem lại cái hiệu quả để cho bà con ngày càng phát triển hơn. Thực tế cho thấy, trước đây nhiều hộ nghèo của xã Hướng Hiệp cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các chương trình dự án để phát triển sản xuất nhằm thoát nghèo.
nhưng do không có cơ chế ràng buộc giữa chính quyền địa phương với các hộ dân, nên khi hỗ trợ gia súc gia cầm thì họ đem bán hoặc chăm sóc không tốt, dẫn đến việc gia súc gia cầm chết, nên hiệu quả của việc hỗ trợ đem lại không cao. Riêng với phương án 39, do cơ chế ràng buộc, cam kết chặt chẽ giữa các hộ tham gia mô hình với chính quyền địa phương, nên đến nay mô hình đã đem lại hiệu quả cao và cần được nhân rộng. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không ngại gian khó, sau khi rời quân ngũ, người thương binh Hoàng Trừ ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã đầu tư phát triển kinh tế bằng mô hình gia trại. Từ việc làm này đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Sau khi rời quân ngũ, người thương binh Hoàng Trừ trở về quê hương Triệu Ái tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Buổi sơ khai lập nghiệp, vợ chồng ông gặp muôn vàn khó khăn thách thức. Khắp các cánh đồng vườn tược toàn là những hổ bom và lao lách cỏ dại. Tuy nhiên với phẩm chất của anh bộ đội cần cù lao động nên ông Trừ đã chinh phục được vùng đất khó này để hình thành mô hình gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Và qua cả cái khoản là đài và báo chí trên trên mạng thì người ta cũng có nói cái vấn đề thu nhập kinh tế của đối với là cái kinh tế của gia đình, mà về vấn đề nông nghiệp là phải là các cái loại cây trồng cho phù hợp đối với anh nông nghiệp, là từ tiêu chè mít các cái loại đó để có thu hoạch cam bưởi. Còn nó đừng chạy đua các cái loại cây khác thì của con lái là không có phần thu nhập. Sau bao năm khai hoang phục hóa phát triển kinh tế, đến hôm nay đất đà không phụ công người. Một mô hình kinh tế gia trại tổng hợp hơn diện tích 1,5 hectare với đủ các loại cây trồng đang hiện hữu ngay trên những hổ bom, hổ pháo năm xưa. Hiện tại 200 gốc tiêu, 500 gốc chè, 2 sào gừng, hàng trăm cây ăn quả như thanh long, bưởi, cam của gia trại ông Trừ cho thu hoạch mỗi năm trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tận dụng khoảng trống dưới gốc tiêu, gốc chè, ông trồng thêm cây nghệ, nuôi thêm lợn gà để tăng thu nhập cho gia đình. Với cái mô hình như thế này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ chỉ đạo nhân rộng các cái mô hình trên địa bàn của toàn xã, mà những cái nơi mà thuận lợi chúng tôi sẽ đưa vào. Đặc biệt như ở mô hình của bác Trừ ở đấy thì bác rất là am hiểu về khoa học kỹ thuật, bác đã dùng được các biện pháp khoa học kỹ thuật để mà đưa vào trong các loại cây này, cho nên trong cái thời gian mà sản xuất thì xảy ra cái tình trạng mà sâu bệnh hại thì rất là ít. Và đặc biệt là khi mà phát hiện ra bệnh thì bác đã phòng trừ một cách rất là kịp thời và có hiệu quả. Mặc dù đã bước sang tuổi 72 nhưng thương binh Hoàng Trừ vẫn say sưa với lao động sản xuất. Thời gian tới ông sẽ tiếp tục cải tạo diện tích đất còn lại để mở rộng vườn cây ăn quả. Với một người năng động trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ông Hoàng Trừ xứng đáng là gương sáng thương binh làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo ở vùng gò đồi Triệu Ái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo quyết định ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong tuần qua, tại kỳ họp thứ 7 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã dành thời gian để triển khai nghị quyết quan trọng này. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong mục sự kiện bình luận tuần này với phần trình bày của biên tập viên Việt Thành. Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sau một quá trình chuẩn bị, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được Chính phủ quyết định phê duyệt. Ủy ban dân tỉnh cũng đã công bố quy hoạch và quan trọng nhất là Tỉnh ủy đã ra nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, năng động, hiệu quả và phát triển bền vững, vùng kinh tế động lực của tỉnh, cực phát triển của vùng Trung Bộ, từng bước phát triển mang tầm quốc gia và gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị văn minh tiên tiến, đảm bảo quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2016-2020 hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai một số hạng mục cơ bản về kết cấu hạ tầng, trọng tâm là khu vực 1 và một số vùng phụ cận. Phối hợp với các bộ, ban ngành kêu gọi xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư sớm khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện than, trung tâm xử lý khí, nhà máy điện khí và cảng biển Mỹ Thủy.
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó có việc từng bước triển khai xây dựng sân bay Gia Quang theo quy hoạch, nâng dần vị thế đóng góp của khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đối với tỉnh Quảng Trị, giải quyết việc làm cho khoảng 4 đến 4,5 vạn lao động, phấn đấu hình thành về cơ bản khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào năm 2030. Cùng với việc xác định mục tiêu, nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam. Ban hành và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phát triển, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp, có thể nói nhiệm vụ xúc tiến đầu tư cần phải được quan tâm. Về vấn đề đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh. Tôi mong như thế này, không phải chỉ cống giờ vào cái trung tâm xúc tiến du lịch, trung tâm xúc tiến đầu tư, mà tất cả cán bộ lãnh đạo Quảng Trị, người dân Quảng Trị đều phải làm xúc tiến đầu tư. Nhà đầu tư đến một địa phương mà thấy môi trường thân thiện, luôn luôn nhận được nụ cười của từng người, từ cái người nhỏ đến người lớn, sẵn sàng làm việc với họ với sự liên kết có trách nhiệm với nhau, thì chắc chắn sẽ làm được. Cho nên tôi đề nghị là phải lấy cái này để mà làm cho nó tốt hơn, để rồi xúc tiến đầu tư vừa theo tính chất là quy mô nhưng phải có hiệu quả, thì chắc chắn là phải làm được trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, tại các buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Hải Lăng, cử tri đã bày tỏ vui mừng trước việc xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đáng chú ý thì xã Hải Quế và xã Hải Dương là những địa phương có cái diện tích quy hoạch thuộc khu kinh tế Đông Nam. Vì vậy, các cái hoạt động liên quan đến khu kinh tế, cử tri ở đây cũng rất là quan tâm. Gia đình tôi cũng như mọi người đều là có ý đồng tình nhường lại cái số đất này cho là đơn vị là kinh tế, để là đi một nơi khác, một nơi mà kinh là tái định cư mới cho nó ổn định. Chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện tốt cái việc chấp hành để bảo vệ các cái quy hoạch, hạn chế bớt cái xây dựng cơi nới, rồi là xây dựng các cái vật dụng chưa cần thiết để đảm bảo cho vùng quy hoạch. Chia sẻ với người dân, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam. Khu kinh tế Đông Nam thì như tôi đã nói đó là hiện nay đang làm, và chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào đó để mà xây dựng hạ tầng phát triển khu kinh tế Đông Nam, những vùng đất được quy hoạch là những cái vùng nông nghiệp sạch, những cái vùng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thì sẽ là xây dựng các mô hình và giao cho dân để tổ chức sản xuất, chứ cũng không thể là để cái đất mà là không làm gì đâu, quy hoạch nhưng mà vẫn cứ phải sản xuất, vẫn bắt đất phải sinh sôi nảy nở để rồi là có cái phục vụ cho cái đời sống của người dân. Thì tôi muốn nói cái điều đó để bà con yên tâm là tỉnh huyện cũng rất quan tâm đến điều này, và tỉnh huyện cũng đang có nhiều cái hướng để là bên cạnh cái phát triển công nghiệp thì phải ổn định dân cư, xây dựng cái nông thôn mới trong cái khu vực này, đồng thời là sẽ giao những cái khoảng đất mà chưa khai thác, chưa xây dựng cho người dân để sản xuất. Thưa quý vị, thưa các bạn, quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng với việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, và đặc biệt là sự phấn khởi đón nhận và ủng hộ của người dân trong vùng dự án cũng như toàn tỉnh, tin chắc rằng nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ đi vào cuộc sống, để trong tương lai khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ thành hình hài, các mục tiêu hôm nay sẽ trở thành hiện thực và có thể kết nối với các khu kinh tế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài vì một Quảng Trị phát triển bền vững. Sau đây là thông báo lũ trên sông Ô Lâu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, nên khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, phía nam tỉnh có mưa to đến rất to,
tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 3 tháng 12 đến 7 giờ ngày 4 tháng 12 tại Hải Sơn 123mm, tại Hải Tân 147mm. Hiện nay lũ trên sông Ô Lâu đang lên, mực nước vào lúc 7 giờ sáng nay tại Hải Tân là 2,36m, trên báo động 1 0,56m. Trưa và chiều hôm nay, lũ trên sông Ô Lâu dao động ở mức 2,2m, trên báo động 1 0,4m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ rạng sáng ngày 6 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên khu vực tỉnh Quảng Trị sẽ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ. Chương trình thời sự 20 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.